Xin chào tất cả các bạn nhỏ lớp Sun Bear 2. Bây giờ không còn là những em bé lớp Banda nữa, mà đã là những học sinh lớp Sun Bear rồi đấy. Điều đó chứng tỏ các con đã lớn lên rất nhiều. Cùng với sự lớn lên rất nhiều đó, cô tin chắc rằng các con cũng giỏi hơn này, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn, và chắc chắn là cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều nữa, đúng không? Cô xin tự giới thiệu. Cô là cô Vân và cô rất vui được đồng hành cùng với các con trong năm học Sun Bear này. Mặc dù chúng ta đã mất một khoảng thời gian rất dài đầu năm học, không được đến trường, không được gặp nhau, bị bỏ lỡ rất nhiều những lễ hội, những hoạt động thú vị. Nhưng các cô và các con sẽ cùng nhau bù lại khoảng thời gian đã mất bằng thật nhiều những trò chơi thú vị, những bài học thật hay và những ngày đến trường thật vui vẻ nhé. Các con hãy chuẩn bị cho mình một thể lực thật khỏe mạnh để sẵn sàng đến trường cùng các bạn và các cô nhé. Hẹn gặp lại các con vào một ngày sớm nhất. Yêu tất cả các con.